Different kinds of juice there. At the juice bar, got passion fruit, watermelon, and orange juice. Got water and fresh milk, cocoa pop, cornflakes, watermelon, and some bananas. Got some passion fruit action. Got some pineapple. Oh, the jam is really good, Mark. Got jam. Got yogurt here. Okay. Got some ham. Got some goi here. À, em cho tô phở tô nhỏ anh. Got some bacon and sausage. Got some mì. What do you want, Mark? Anh với cho anh hai cái trứng gấp lai vậy luôn anh. Mà đừng có cho nó sống quá. Cũng over easy hả? Cho này chút xíu thôi. Nè, cảm ơn anh. Một tô phở hai người chia được. Rồi, cảm ơn. Got the egg station, got phở here. Got some dumplings, got some pancakes, syrup, and bánh mì here. So, we're a little late to breakfast. So, it's breakfast time. It's a little breakfast bar here. No, passion fruit. All right, so that's what we're snacking on early morning. So breakfast. I got three yolks here. Looks like. And then we also got some. Come on. Anh đi ăn hết đặc sản Hội An rồi đúng không? Anh đi ăn hết tất cả các đặc sản Hội An. Chắc cũng còn thiếu vài món mà phần đông là cũng ăn cũng nhiều rồi. Cảm ơn. Alright, chưa. Our breakfast at the Cozy Villa. All you can eat. So a little poop action. I'm adding a cablao. Cablao. Ôm về luôn. Đứa. Này ôm á, ôm lên cái nó cho mắt gì ôm này hả? Đi qua đi qua chứ lo gì mà sợ nhóc ấm. Cứ đi đây nè, bung cho bả bung ra muốn ấm. Nhóc đó. Chê bụng sợ. Nhóc nó ra. Hi cha. Bike ride and check out this little tour group. Right in the Sitlo. They going strong over there. Army deep. So, how you like my shirt, yo? Kinda cool, right? So, me and Mark, we are right now gonna go with some bánh bao, bánh vặt, alright? Bánh bông. It's a little specialty here. And that's what we're gonna get. So, in the meantime, I'm gonna show you Hội An. Đường Hai Bà Trưng. Hey Mark, let's step ahead. Em gửi xe đây đâu? Dạ.
giày dép. Short clothes. We can't answer because we're wearing shorts, so. Let's go. It's a tree. Coach. Check it out. Looks pretty epic in here. Got lily pads. Got a bridge. Wow. This nice or what, guys? Show you guys what's over here. This gentleman just fishing over here. Got lily pads in there. It. You see fish? Yes. Okay. Yeah, it's full, yes. So, we're gonna walk across this bridge here. Wow, a lot of fish over here. Mark, see it? Yeah, they're pretty big on USSR, huh? A little dragon over here. It's nice, eh? I said that you done run. It's got a little moat. Oh, this one got big fish in there, Mark. All right. Let's go. That's a child.
Almost there, guys. Ngày lấy chồng em. Right here, Mark. Alrighty. This is the spot, y'all. We made it. Boom, White Rose. We're at the Bông Hồng Trắng, the White Rose, and we are gonna get some bánh bao bánh phạc. Here. It's gonna be good. It's gonna be good. Jam. Come in. Wow, so. Em cho anh một cái bánh bánh bao vặt. Có gì đặc biệt không? Dạ, anh đang có hai món này. Hai món này đặc biệt nha. Rồi cho anh hai dĩa, một dĩa này ha. Dạ. Rồi. Dĩ có gì uống không? Cho anh một ly cam vắt. Yeah. What you want, Mark Sim? Or you want lemon juice? Cho anh hai ly cam vắt. Yeah. Alright, come on. Okay, so we're gonna eat some specialty foods here, yeah. Whew. Guys, this place is pretty special. Mr. Yen Kin Cook was here. Alright. Cái địa chỉ ở đây là 533 Hai Bà Trưng, okay? Hội An, Quảng Nam. So, whenever you guys are in Hội An, check this place out, alright? This is one of Hội An's special food right here. This is it right here. A type of shrimp dumpling made from translucent white dough. Alright, bunched up to look like a rose. Okay, so, this is gonna be nice. And we also got this one here. Hội An pizza, resembling tortilla due to their large size. So, it's gonna be good. It's gonna be real good. So, got some orange juice to chill us down. Show you guys when the food comes out. Yeah. All right, y'all. Our grub just came out. Show you guys what it looks like. Oh yeah, 1, 2, 3. And so, look at this, y'all. Come in. Wow. Good size portions. Yeah, it's perfect. Perfect, you know. We plan to snack all day, so. Like usual. This will hit the spot. Okay. This here is bánh bao vặt, yeah. We're waiting for our hot sauce. We're gonna chow down on this bad boy. We are in Hội An right now, and we are at cái nhà hàng này gọi là Bông Hồng Trắng, which translates to White Rose, okay? And this here is bánh bao vặt, alright? Bánh bao vặt. So it looks like a dumpling action here, okay? It's got some hành phi and looks like it's shrimp in there. So this is one of Hội An's specialty, okay? So let's give it a try. There we go. Looks like a little dumpling. And I'm gonna jump in with a little bit of nước mắm and ớt. Alright. There we go. Bánh bao vặt. Rồi, ngon. Có hành phi, có nấm, có tôm. Ăn cũng như là mấy cái dumpling, so it's kinda ngon. Có cam vắt here. Cam tươi here, yo. Two nice glasses. That's what we sipping on while we snacking on. Oh yeah. Oh,
Yeah. There that goes. Delicious. Let's get another one. Alright, y'all. This is the Hoi An pizza. Cái món này gọi là gì em? Hoành thánh chicken. So it's fried wonton, but it looks like a pizza. Not really, but. It's kinda nice. So, gonna give it a try, yeah. Alright, so I'm gonna try out this wonton chicken. Also known as Hoi An pizza. Okay. So you got your picture ready? Perfect. So I'll put a plate here for you, Mark. Thank you, thank you. A plate here for me. And I'm gonna try this out. Looks like it's got gajua, it's got gohan, some roi, I don't know if there's any meat over here, but it looks like nam meo here. So there we go. Hoi An pizza. Huh? You know, it's got like a tomato sauce on there, and got all different kinds of peppers on here. Maybe some pineapple on there. So let me add a little bit of this sauce on there. Give it a little more flavor, guys. Like the little hot sauce. Twist the cat. There's a twister. Okay. 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 Here we go. Oh, sriracha over here. Yeah, so this is the Hoi An pizza, yeah. Pretty good. So when you guys are in Hoi An, stop by Bong Hong Jia, the White Rose, to sample out these little delicious treats. All right? Our second glass of orange juice here. I slurped the first one, as you saw, like in one shot. So cheers to Hoi An. Cheers. Man, it's so good though. Hard not to sip it all. What's that? Yeah, yeah. Oh yeah. We're looking for some cookies. Cookie balls. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi đau. Wow, Mark, do you want a corn? Damn. Yeah. Oh, we'll get it later. We'll get up there. All right, this is the football here. Chè bắp, chè đậu xanh. Chè bắp. Let me get a chè bắp. Yeah. Cô ơi, chè bắp bán bao nhiêu cô? Cô này bán sao cô? Bắp ly là 10 ngàn. Dạ, cho cháu một khắp mắt. Dạ, cho cháu một một cái thôi. Một cái. Dạ, dạ. Cho cháu ăn thử. Dạ, ăn thử. Chè bắp. Cái này đậu tráng, đậu xanh. Chịu ăn luôn hay là mang đi? Dạ, có ăn đây được không cô? Mang đi hả? Dạ, có ăn đây được không? Ăn liền. All right, we got a table set up here. Sit, just park up and sit down. Yeah. So, we're just riding and I saw this and just wanted to try. What to do? Wow, ngon quá.
Chế miếng dừa vô. Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ cảm ơn. Wow, look at this, y'all. This is chè bắp. Yeah. It's corn soup dessert. So let me try this out. There's some chè bắp right here, and let's try this out. Ngon. À, không, 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 không. Ngon. Rất là ngon. This here is chè bắp. It's a corn dessert, y'all, and with the coconut milk on top. Right. You see here? It's a really nice. Tasty dessert. Okay, bắp chè đậu xanh. Wow. Bên kia. It's really good. Oh yeah. Nice little treat here. Just finished mine. Cái đó là bánh gì cô? Bánh bột lọc đó cô. Bánh bột lọc. Lọc. Dạ dạ, bánh bột lọc. À, tôm yeah. Mà trong này em nè. Ồ, tôm. Để em thử. Có bỏ thêm tương ớt không? Em ăn tương ớt. You want some more ớt in there, Mark? Chili. Dạ dạ, chắc được. Chili, chili. Em trai này thích ăn cay lắm. Let's see that, Mark. Yeah, yeah. All right. All right, try this bánh bột lọc, Mark. Bánh bột lọc, yeah, bánh bột lọc. Lọc. Lọc, lọc. Lọc, L-O-C. Không phải. Bánh bột lọc. Lọc cá tài. Oh, xin lỗi. Bánh bột lọc. All right, try that out, Mark. Not too shabby. All right, y'all. That's what we snacking on. Hi, y'all. This is the thành phố. Lồng đèn đây bán cà phê here. Little coffee action. Đây bán áo. Đây là có mấy nhà cổ nè. Thức ăn. Đây nhà xưa hả? Bốc đi đoàn tốn xe bảo. Tưng 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 tưng. Ở đây bán bông bán hoa ha. Xong rồi đây có người đi xích lô. Yeah yeah. Đây là băng đảng xích lô đấy. Đấy, no, no, Phúc Kiên. Oh, that is chè trôi nước. Dạ, dạ, chúc mừng rồi, cảm ơn cậu. Rồi, đây là Hải Cà Phê. Đây có người chụp hình ha. Rất đẹp. Đây bán nón lá nè. Nón lá. Bán dép. Đây là tiệm art book ha. Bán mấy cây water puppet đồ ha. Đường thì hơi đông chút, hơi kẹt xe chút.
đẹp quá. Yeah. Wow. Special cake. Cô đó bán sao cô? Cô bán đó bánh sao bán 5.000 hả cô? Dạ để cho thử một cái ha. Để... khoai lang đậu xay dừa. Để cho đậu xe đạp cô cháu đây. Dạ để cho một cái thử rồi coi. Cô cho cháu cái nóng nóng à. Dạ. Wow. Nóng thật luôn. Rồi cháu có 5.000 đây cháu gửi coi. Dạ cảm ơn cô. Wow. Đây là bánh đậu. Này bánh gì chứ cô? Khoai lang đậu xanh dừa. Khoai lang đậu xanh dừa. Alright, this is green bean with coconut. Okay. So, I'm gonna try this out a little bit. Khoai lang đậu xanh dừa. Ngon. Wow. Really cheap, really good. Đậu xanh dừa. How much? Oh. Right. So, moving along. Let's go. This way, Mike. Now, come on, go. Yeah. Let's go, Mark. Bye. Wow. You can't you buy. Bà bán chân tí là 5.000 bán cho cái hai gấp đôi luôn. Wow, đây là yeah. Đây là mother right. Đấy. Đây đang hơi kẹt xe chút để mình ăn cái đậu. Đây đủ loại chè em nữa. Wow, chè mè đen. Wow. Gotta stop by and eat everything, Mark. Let me turn over and try this way. I want to try this here, Medin. Yeah. Wow. Yeah. Yeah. Cô đây, cô bán gì không? Cô bán gì? Đọc hả? Oh, cô có chè mè đen không? Dạ, cháu xin một cái chè mè đen. Bao nhiêu cô? 10.000 dạ. Cho cháu một phần chè mè đen. Chè mè đen is sweet, black sesame. Wow. Love you black sesame. Yes, I do. Dạ, cảm ơn cô. Ghé là con người ghé. Dạ, dạ. Wow, this chè mè đen here, y'all. One of my favorites. Let me park somewhere, let me slurp this up real quick. Whew. Ăn bắp ăn đủ hết. So, I'm snacking on everything. Dạ dạ dạ. Bên kia thì có chè đậu xanh, đậu vắng, hột sen. Bên đây thì là có chè mè đen. Okay, so let me snack on this. And I got the chè mè đen on my knee. Looks like this, yo. Wow. Mua bắp hả? Ủa ăn giống hổ chè mè đen. Damn, it's good. None of my times. Nice little small portion for 50 cents. Right. Ah, you what? So, that is chè mè đen. I just ate the chè bắp. Chè mè đen. Ăn cái bánh đậu xanh khoai dừa. Hey, we got Mark over there about to pop a willy. About to pop a kneecap. So,
We are heading to the Jofuking. Alright, show you guys that temple. It's real nice in Hoyang, yeah. It's kind of fun, right? We just bike riding around. View. So, we're gonna find the Jewel, and then we are gonna head to the next place that has a couple different kind of foods. Mi Quang, Gao Lao, and I don't know, just a couple other stuff. So, on our way. Yeah, just made it to the Jewel. Cooking. Alright. Give you guys a little tour of this Jewel here. Okay. Yeah? Yeah, yeah. Grab it back, Mark. Đấy không? Đây có con lưng, có người phun nước miếng, xong rồi xem hết, có bông có hoa. Cá nữa mà. Cá con, cá gấp bì. Có bông, có hoa. Xong rồi, đây là tà chùa. Wow. Wow. 16 something. Chỗ này là 300 mấy chục năm. Hello, go go. Đẹp ha. Đây là chùa Phú Kiến ha. Mấy trăm năm luôn. 300 years old, yo. Okay. So, that's the Chùa Phú Kiến. Most of the trade that come from India, China.
Hoàng Điếu, we make a right. Thêm chùa nữa, đây là nhiều chùa lắm, chùa này chùa kia. Oh sorry, Hoàng rồi em trong thương nhớ em ơi, có về nơi đây tìm đâu thấy bước chân em về nơi mình anh vẫn giá bao bao yep. Mình anh vẫn giá bao bao tìm đâu thấy bước chân em về ping 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 mình anh vẫn xa bằng bao nhiêu nice save Yeah, yeah. Little accident murderer, and I ain't never heard of ya. What's that? I know you got one, but yeah, bring it up. You just walk around, just stick it yourself. Này bắp mỡ hành đấy chị, bao nhiêu chị? 10.000 cho ông trẻ.
popcorn. Có nào nóng nóng không? Có nóng không? Nóng hả? Thứ đây nha. Dạ dạ. À, cái này là mỡ hành đó. What's that? Oh, the hoverboard, huh? Chăm gãy chứ? Con nhỏ hả? Đi học thêm, không chịu đi. Ai ổn đang khác, xin ông cô ở nhà. Đang nghĩ thì cho tao. Đại cả thấy đây. Ta ngồi đây nha, mấy mà mới bước vô nhà chết. Không giống này. Không đang ngồi ăn mè cho đi luôn. Bắp nướng. Mở hành. Đấy. Hỏi em. Quen cái tính chỉ hàng ưng đi hàng lại đây ưng nghĩ là nghĩ là quen. Cá khô, cá nướng. You hold like this. Lem gãy chị. Dạ cảm ơn. Chị có nước tương gì để em chấm không? Tương ớt không? Chấm chị mắm miếng. Dạ cảm ơn. Alright, let's go by the riverside. We'll snack on our little treats. Real nice at night here. Em đi rồi. Dạ chắc làm rồi coi. It's beautiful at night here. Just like to just sit around and sides of the river, lit up by lanterns. People riding the boats. Huh? It is old. It's nice. Alright, so we're snacking on this guy here. Okay, guy and bup. Put it in there and then you drop it in. Leave me get killed. Oh, yeah. Is that your boat?
enjoying, and about to release some of these lanterns into the river. Do you really want it? Catch and release. Recycle. Okay, here we go. Bánh chín tô. Ờ, bánh chín thơ. Bao nhiêu phần chú? 10.000. Rồi cho cháu một cái. Rồi, đây là chú đang cào trái dừa. Cào giờ để bỏ vô bánh. Oh wow, tuyệt vời. Cái này luôn cho nó ghi hình cho nó rõ luôn. Dạ. 10.000. Gửi về Mỹ phải không? Dạ dạ. Đúng rồi. Đi chơi về quê hương mà. Dạ. Ồ, cái đó là gì vậy chú? Đường. Đường à? Đường. Wow. Cái bánh này thấy hơi đặc biệt đấy. Đứa nào lái vỏ dừa kìa, đã kìa. Qua chi? Có lái không ta, đi quên kia đây. Bánh cây là bánh cây. Đây gì nha. Dạ, để chơi coi, rồi. Wow. Hả? À, mà đó ra sẽ dương. Cái đó là đường chú mới kéo vậy hả? Ừ. Wow. Mới kéo ra. Wow. Cái này ở Việt Nam mình có con mình tôi là cô thủ Gia Lâm đấy. Cô thủ Gia Lâm quá là đặc biệt chú. Dạ chú. Dạ. Dạ đấy Mark. Rồi chú để chú ăn xong chú cho dạy. Rồi con cứ tự nhiên đi chứ không có cái gì đâu. Dạ cảm ơn chú. Không có lo tiền nào gì hết. Dạ. Cái này một lần nữa chú đọc cho cháu đi. Hả? Cái này bánh gì chú? Kiến tơ. Bánh kiến tơ. Đây là bánh kiến tơ. Đây là sư phụ ha. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, let me try this bánh kiến tơ here. Rồi, cái này lần đầu tiên ăn. Rồi. Bánh này là đặc biệt chứ có một mình này chú bán ở đâu? Đúng rồi. À, rồi, để thử cái nha. Đó đừng ăn đi. Khi về quê lại thì nói hồi này Việt Nam của mình nó có một cái món đặc biệt. Ngon. Chú. Ở các huyện xã khác nó có bán tương tự này nhưng mà phải không ngon bằng. Không ngon. Rồi. Nó bán. Để chị bán chè gì chị? Đủ loại chè hết em. Ồ, dạ. Cho một cái chè thập cẩm nữa. Chè có đậu hũ. Dạ. Oh, thank you. Wow. Dạ, dạ cảm ơn chị. Yeah, look at this, yeah. Chè thập cẩm. Quá đặc biệt. Okay, so. Sign this. Oh yeah, so got some chè thập cẩm here. It's got everything in here: beans, green beans, jello, đậu xanh, đậu đỏ, chè bắp, coconut on there. Yeah. Looks good, but very ngon, không ngọt lắm, mà rất nhiều. Đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen.
thật nữa. Jello. Mm. Ngon. Trời đó. All right, y'all. That's the chest I've got in my belly. Right. And that's how I am. Beautiful. Coi sữa đó nè, bán bao nhiêu cô? 5,000 hả? 5,000. Cô cho cháu ly. À, cho cháu ly đem về coi. À, cái nào ngon hơn cô? Thầy thích ra. À, thôi cho cháu là lạnh đi hả? Phố cổ. Rồi, ngon. Cảm ơn. Rồi có ngay. Rồi lỡ cái nào thôi. Rồi lấy cái này đi ha. Tăng 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 tăng. All right, this one is so chín here. And cái này là bài chơi Hội An ha. Thầy đoàn quyết. Okay. Không biết chơi mà chơi đại thôi. Okay. Sau lưng là Hội An. Chín here and so we win something here. Win a free DVD of Hội An. Hội An. Lấy thêm cờ đâu thì hả? Hiện nay chúng tôi đã phát hành bên ngoài là xin mời tất cả các thành viên của phần ekip phải chọn phát đạn bắt đầu. Nhân này cao cao nhị bà tổ tổ bắt và tôi vui quá. Bà con mình thử thức con em. Cậu kia đã đổ
Vừa rồi chúng tôi chỉ giới thiệu sơ quá tên gọi của những quân kìa. Và bây giờ chúng tôi có bắt đầu rút từ trong chiếc lọ này ra những tên bài mà chúng tôi sẽ hôn. Bài con cô mắt lắng lắng là nghe, lắng lắng là nghe là thương ô con bài. Con gì nó nói đây? Em là con gái chẳng quê, sao em chẳng để tóc thề làm chuyện. Mấy chữ sợi ngã sợi tiên, chứ mấy chữ sợi ngã sợi tiên, sợi quanh để khổ phiền. Nice, Mark, you didn't even know that. Yeah.